mình bị lệch mất 15 triệu một tháng. Một năm là mình thiệt hại mất 180 triệu rồi, 15 nhân 12 nha. 15 triệu một tháng nhân với 12 tháng mình trượt mất 180 triệu chỉ vì mình không biết cái điều này. Rồi, ở đây bạn có thể ghi thêm một số cái ý tưởng mới cho bạn ở phần này. Một công thức đầu tư bất động sản 100-10-3-1. Ở đây cũng là một cái công thức của một đa triệu phú về bất động sản. Đấy. Và cái công thức này rất là hay. 100-10-3-1 có nghĩa là gì Lâm Bình? À, rồi xem 100 cái. Gì nữa nhỉ? Chọn nó 10 cái. Đàm phán 3 cái. Mua cái. 100-10-3-1. Xem 100 cái, chọn 10 cái, đàm phán 3 cái và mua cái. Rồi, Lâm Bình high five với người bên cạnh mà nói là 100-10-3-1. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế của tôi thì bà tôi cũng gặp rất là nhiều người đầu tư rồi. Thậm chí là họ cũng rất là thành công. Tuy nhiên là rất ít người mà đi xem được 100 cái. Tôi ví dụ như này, bình thường thì xem được khoảng độ 3 cái, 5 cái. Rất chịu khó xem khoảng 10 cái, 20 cái. Vô cùng chịu khó xem được khoảng độ 2, 30 cái. Không ai đi xem 100 cái cả, đồng ý không ạ? Và với nhiều trường hợp, có nhiều cái loại tài sản ấy, nó không có đủ 100 cái để xem. Tôi ví dụ giả sử trên mặt đường Điện Biên Phủ này, làm gì có 100 cái bán. Giả sử tôi chỉ muốn mua mặt đường Điện Biên Phủ ấy thôi, làm gì có 100 cái để xem. Thì lợi ích của công thức này là gì theo Lâm Bình? Lợi ích của công thức này là như này, bạn ghi nhé, lợi ích của công thức này là thời gian đầu. Thời gian đầu, khi mà bạn còn ít kinh nghiệm, bạn còn ít kinh nghiệm, thời gian đầu khi bạn còn ít kinh nghiệm, bạn nhớ là phải đi xem gì nhỉ? Xem nhiều. Đấy. Xem nhiều để làm gì? Xem nhiều để làm gì? Đấy. Xem nhiều, mình mới biết là cái này là đắt. Cái này là gì nhỉ? Rẻ. Cái này là đẹp, cái này là xấu. Cái này là có tiện ích hạ tầng dịch vụ và cái này là không có. Đấy. Cái này là có tiềm năng tăng giá tốt này, cái này là không có tiềm năng này. Thì mình phải đi xem nhiều. Sai lầm thường gặp sẽ như sau: bạn được một người quen giới thiệu cho bạn mua một cái bất động sản, ví dụ như là bất động sản nghỉ dưỡng hay là một cái căn condotel, bạn xem xong cái ok mua. Tức là mình xem một và mua một. Thế là mình cái này gặp nhiều, quá nhiều. Riêng kinh nghiệm này thôi bạn đã tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền đấy nhé. Chỉ riêng kinh nghiệm này thôi, trong rất nhiều trường hợp bạn đã tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền rồi. Nên mình high five với người bên cạnh và nói là tôi sẽ đi xem nhiều. Thỉnh thoảng bạn cũng gặp may, xem một mua một thắng, đồng ý không ạ? Nhưng mà câu hỏi là mình có may mãi được không? Vẫn cái thói quen nhanh nhẹn đấy. Rồi thắng quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, lên quả thứ 9 luôn. Quả thứ 10 đi hết toàn bộ số tiền đã mất, đã có. Thế chuyện bình thường. Một cái kinh nghiệm quan trọng đây là bạn phải xem nhiều. Đặc biệt với những người mới không có nhiều kinh nghiệm, nhưng bạn nhớ phải đi xem nhiều. Có thể là không phải là xem được 10, không phải là xem 100 cái thì bạn phải xem 10 cái chẳng hạn. Đấy. Xem 10 cái, 20 cái, đôi khi là bạn đã nhận ra được cái nào mới là cái tốt rồi. Rồi. Có những kinh nghiệm nhá. Tôi viết ra cho bạn có vẻ rất đơn giản đấy như này nhá. Nhưng những cái kinh nghiệm này đôi khi phải mất nhiều tỷ đồng may ra mới hiểu nổi. Tức là mình mất tiền rồi, may ra mình mới khôn ngoan được. Tôi hướng dẫn cho bạn đây cực kỳ đơn giản nha. Thế nhưng mà bạn về bạn áp dụng và bạn sẽ thấy là bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Với những bạn mà mới đi giao dịch. Thứ hai, thời gian sau. Khi mà bạn, thời gian sau nhé, khi mà bạn nhiều kinh nghiệm rồi, nhiều kinh nghiệm rồi, cái tỷ lệ này nó sẽ giảm xuống. Nó không cần phải đi xem hàng trăm cái nữa, cũng không phải đi xem 5-70 cái nữa. Tại sao? Tức là như này, đôi khi ấy, cái con số 100 ấy nó được hiểu như này này. Tôi có danh sách 20 cái tài sản, người môi giới gọi điện báo cho tôi, cái này này, cái này là mặt đường, đường là mấy mét này, mặt tiền là mấy mét này, tình trạng pháp lý sổ đỏ là như thế nào này,
giá bán khoảng bao nhiêu tiền này. Thế thì tôi biết ngay là rẻ hay đắt và có cần phải đi xem hay không. Điều đấy chỉ xảy ra với những người có nhiều kinh nghiệm thôi, có nhiều kinh nghiệm và am hiểu tại cái khu vực đấy. Thế thì xem xong bắt đầu là mình nghe người môi giới phát báo về, mình biết ngay là có cần phải đi xem không. Đôi khi mình xem 5 cái mình đã chốt được một cái rồi. Đấy là giai đoạn sau khi mà bạn đã nhiều kinh nghiệm rồi. Tuy nhiên kể cả một người rất là nhiều kinh nghiệm ở cái thị trường này, tôi ví dụ bạn một bạn rất giỏi ở Hồ Chí Minh, nhưng khi bạn đi sang một thị trường mới, ví dụ sang Đồng Nai chẳng hạn, thế thì bạn vẫn phải tiến hành gì nhỉ? Xem nhiều, bởi vì khi sang địa bàn mới là bạn lại không biết cái gì rồi. Đồng ý không ạ? Mà với bất động sản đôi khi hai cái tài sản ở cách nhau một đoạn thôi giá nó đã khác nhau rồi. Rồi, đưa mình high five với người bên cạnh và nói là tôi sẽ đi xem nhiều. Thời gian sau khi bạn có nhiều kinh nghiệm, ok, bạn có thể xem vài cái, bạn đã chốt được một cái rồi. Những giai đoạn đầu với những người ít kinh nghiệm, bạn phải tiến hành xem nhiều. Kể cả bạn rất giỏi ở một khu vực, rất giỏi ở một loại hình bất động sản nào đấy, bạn sang cái loại khác, bạn vẫn cứ phải tiến hành xem. Ok nhá. Vậy chúng ta đi tiếp này. Ý tưởng tiếp theo cho nó mình ở phần này. 4 kỹ năng cần có khi đi mua và đi thuê. Mua và thuê. 4 kỹ năng cần có khi đi mua và đi thuê. Theo nó mình là những kỹ năng gì? 4 kỹ năng cần có khi đi mua và đi thuê. Theo nó mình là những kỹ năng gì? Rồi, chúng ta có 4 cái nha. Đàm phán, đúng rồi, chính xác rồi. Đàm phán. Rồi, đúng rồi, chính xác, định giá. Đàm phán để làm gì nhỉ? Rồi, ok, mua được rẻ, thuê được rẻ, đúng không? Thực tế, đàm phán không phải chỉ có mỗi cái đấy đâu. Có nhiều cái lợi ích khác nữa của đàm phán. Tôi ví dụ, giả sử như này, tôi đi mua đất chẳng hạn, thế thì tôi thương thảo luôn với lại chủ tài sản là họ làm luôn phần giấy tờ pháp lý chẳng hạn, họ làm cho tôi cái công tác phân lô tách thửa chẳng hạn, vân vân. Thì cái đấy nó không, đôi khi cái giá mua nó vẫn như nhau. Cái đàm phán nó không chỉ có lợi ích về giá, nó còn nhiều cái lợi ích khác nữa. Đi thuê một cái nhà chẳng hạn, mình trao đổi, mình đàm phán chủ nhà sửa tài sản cho mình. Cái đấy, đôi khi cái giá thuê là vẫn không đổi. Đấy. Thì cái phần đàm phán ở đây bạn nên hiểu là như này, không phải chỉ có mỗi tác dụng là giá rẻ nhé. Rồi, tiếp theo về định giá, mình định giá để làm gì đó mình nhỉ? Đúng rồi, chính xác, mình mua được, không bị hớ. Rồi, định giá. Nếu thiếu tiền, bạn phải có chuẩn bị sẵn một kỹ năng gì nhỉ? Huy động vốn. Ví dụ, chị bán một cái tài sản 10 đồng, tôi đặt cọc tiền tôi mua luôn. Nhưng thực tế trong đầu tôi phải sẵn sàng phương án gọi vốn rồi, mặc dù tôi cũng không đủ 10 đồng để mua. Đấy. Thì khi đi mua, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng phương án gọi vốn nếu như mà bạn không có đủ tiền. Rồi, nếu mình hi-fi người bên cạnh nói không đủ tiền cứ đi mua. Rồi, một kỹ năng đầu tiên mà hầu hết mọi người bỏ qua khiến cho họ gặp rủi ro khi đầu tư bất động sản. Đấy. Và mua xong bắt đầu mới phát hiện là ôi trời ơi, dính tranh chấp rồi. Mua xong mới phát hiện là bị dính quy hoạch rồi. Mua xong mới phát hiện là tài sản có vấn đề về mặt pháp lý, không sang tên được. Mua xong mới phát hiện là tài sản có vấn đề về mặt phong thủy. Đấy. Nó nhiều vấn đề lắm, nhiều cái rủi ro lắm. Thế thì rất nhiều người họ không có kinh nghiệm và họ thiếu mất một cái kỹ năng quan trọng là kỹ năng điều tra một cái tài sản. Điều tra một cái tài sản phải là xếp lên đầu tiên. Đấy. Điều tra một cái tài sản trước khi mà mình giao dịch. Rồi, 4 cái kỹ năng này là khi bạn đi mua và đi thuê, bạn sẽ áp dụng nó. Lợi ích là gì? Ở mỗi kỹ năng này nhé, ở mỗi kỹ năng này, một số bạn sau này học lớp chuyên sâu bất động sản của Nick ấy, thì mỗi kỹ năng này, 3 kỹ năng đầu này, mỗi kỹ năng phải học mất một buổi, khoảng độ 4 tiếng. Từng kỹ năng này một. Phần gọi vốn này thì học 2 ngày. Mỗi kỹ năng này nhá, ở đây theo bạn bây giờ thì mình biết là bây giờ 4 kỹ năng cần có khi đi mua đi thuê rồi. Thế nhưng mà bây giờ lợi ích là gì? Lợi ích là như này này. Bây giờ bạn sắp vào một cái thương vụ giao dịch rồi, bạn sắp giao dịch rồi, câu hỏi dành cho bạn này. Mình đã điều tra chưa? Mình đã định giá chưa? Mình đã đàm phán chưa? Và mình chuẩn bị sẵn sàng phương án gọi vốn chưa? Thì đây là 4 câu hỏi dành cho bạn khi mà bạn vào một cái thương vụ
đi mua một cái tài sản hoặc đi thuê một cái tài sản, và nó mình high five với người bên cạnh và nói là điều tra, định giá, đàm phán và gọi vốn. Ok, đây là mua và thuê. Mua và thuê. Tiếp theo này, bây giờ khi mà bán và cho thuê, ba kỹ năng cần có khi mà bán và cho thuê. Bán và cho thuê, ba kỹ năng cần có. Rồi trước khi bạn bán cái nhà của bạn, trước khi bạn bán cái mảnh đất của bạn, trước khi bạn cho thuê cái tài sản của bạn, cái đầu tiên bạn, theo bạn, bạn có cần phải định giá lại không ạ? Có rất nhiều trường hợp sau khi mình bán xong rồi, người ta mua của mình 10 đồng, người ta lại bán ra 15 đồng luôn. Và mình cảm thấy rất là tiếc, mình ôi dồi ôi sao mình bán rẻ thế nhỉ? Tức là trước khi bạn bán hoặc cho thuê tài sản, bạn đã không tiến hành một thao tác gì nhỉ? Định giá lại. Ví dụ đáng nhẽ, ví dụ bạn cho thuê nhà bạn 30 triệu, cho thuê xong bạn bảo bạn vì sao bạn mới biết là ôi trời, cũng cái nhà như của mình, người khác người ta cho thuê 45 triệu một tháng. Mình bị lệch mất 15 triệu một tháng. Một năm là mình thiệt hại mất 180 triệu rồi, 15 nhân 12 nhá. 15 triệu một tháng nhân với 12 tháng mình trượt mất 180 triệu chỉ vì mình không biết cái điều này. Rồi, định giá lại tài sản.